tập 1.40 trong sách cũ ha. Giả sử một người một xét nghiệm X cho kết quả dương tính đối với những người nhiễm HIV, xác suất là 95%, và cho kết quả dương tính đối với người không nhiễm HIV với xác suất là 1%. Một người đến từ địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV là 1%, làm xét nghiệm X và cho kết quả dương tính, tính xác suất người người này thực sự nhiễm HIV. Thì ở đây chúng ta để ý là nó có hai cái biến cố. Biến cố thứ nhất là cái người đi khám bệnh này làm xét nghiệm X và cho kết quả dương tính. Và biến cố thứ hai là biến cố người này thực sự nhiễm HIV. Thì ở đây chúng ta sẽ gọi A là biến cố, gọi A là biến cố người khám bệnh nhiễm HIV. Người khám bệnh nhiễm HIV. Và biến cố B là biến cố người đi khám bệnh cho có kết quả X dương tính, có kết quả xét nghiệm X là dương tính, nó bằng dấu cộng đó. Vậy thì theo đề bài đó, thì nếu như một người thực sự nhiễm HIV thì làm xét nghiệm X dương tính, xác suất là 95%, tức là xác suất để có kết quả dương tính nếu người này nhiễm HIV, tức là xác suất của biến cố B với điều kiện A là 0,95. Còn nếu như một người mà không bị nhiễm HIV đó, và mà cũng cho kết quả dương tính, tức là xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang, cái này là 0,01, nó chính là cái con số 1% này đó, 1% này. Và một người đến từ địa phương có tỷ lệ nhiễm HIV là 1%, tức là mình chưa biết thông tin gì cả, mình chỉ biết anh này đến từ địa phương đó, và mình sẽ dự đoán là cái xác suất anh này thực sự nhiễm HIV, tức là biến cố A là 0,01. Cái số 0,01 này nó chính là cái số dưới đây. Như vậy thì cái xác suất cần tính của mình là cái gì? Xác suất cần tính tức là khi mà cái anh này đi xét nghiệm rồi và cho kết quả dương tính rồi, bây giờ mình sẽ tính xác suất anh này thực sự nhiễm HIV, tức là xác suất biến cố A với điều kiện B, tức là cho kết quả dương tính rồi. Thì tính trở ngược lại tính xác suất anh này thực sự nhiễm HIV. Đấy. Thì cái đây là mình sẽ sử dụng, đầu tiên mình sử dụng công thức xác suất điều kiện trước đi. A giao B chia cho xác suất của biến cố B. Nhưng mà xác suất của biến cố B đó thì nó lại tính thông qua biến cố A với A ngang, tức là A và A ngang là hệ đầy đủ của biến cố. Cho nên ở đây chúng ta có là BA nhân cho BB với điều kiện A, rồi cộng cho BA ngang nhân cho BB với điều kiện A ngang. Rồi cái này là cái mẫu, và chúng ta có cái tử, nó chính là cái số hạng đầu tiên, BA nhân cho BB với điều kiện A. Và lúc này thì chúng ta sẽ thế số vào và chúng ta tính. Thế số vào thì BA của mình đó là lần 0,01 rồi nhân cho 0,95 là BB với điều kiện A. Còn ở dưới thì nó là vẫn là 0,01 nhân 0,95 rồi cộng cho BA là bằng 0,01, vậy BA ngang là 0,99, 0,99 nhân cho 0,01 là, tức là xác suất của biến cố B với điều kiện A ngang là 0,01. Và lúc này mình dùng máy tính mình bấm 0,01 nhân 0,95 chia cho 0,95, 0,01 nhân 0,95 luôn. Rồi nó cộng là 0,99 nhân cho 0,01. Thì kết quả của mình là 95 phần 194, tức là nó là 0,48
97 thôi, 0,48 48969 69 nữa là tròn 4 chữ số thập phân thì nó là 97. Đấy, vậy thì chỗ này nó là 0,4897, tức là nó gần chưa tới 50% đúng không? Chưa tới 50%. Và thực sự cái công thức mà mình để tính cái xác suất này đó, cái công thức này đó là thực sự công thức này là gọi là công thức 3Z đó. Hôm trước mình học trên lớp rồi. À. Như vậy thì nếu như anh này là đi làm kết quả xét nghiệm mà cho kết quả dương tính thì xác suất anh ta thực sự nhiễm HIV chỉ có 48,97% thôi, tức là chưa tới 50% phải không? Đấy. Tức là nhiều khả năng nhất, nhiều khả năng hơn vẫn là không 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 nhiễm HIV.